Chào các bạn, tiếp tục với những linh kiện mới nhất dành cho chiếc điện thoại Sony A1. Thì hôm nay sếp xin giới thiệu đến các bạn chiếc nắp lưng sau hay còn gọi là nắp lưng pin của chiếc điện thoại Sony XA1 đang có mặt tại shop phụ kiện giấy sinh.com. Và một số trường hợp mà các bạn nên đi thay như là các bạn vô tình làm rớt hoặc là làm va chạm máy thì chiếc nắp lưng của mình sẽ bị trầy hoặc là bị bể, hoặc là gặp một số trường hợp khác thì các bạn nên đi thay để hoàn thiện chiếc máy của mình hơn. Và hiện tại đã có một số khách hàng đến với shop và đã thay thành công chiếc nắp lưng pin của chiếc điện thoại Sony XA1. Và khi các bạn đến với shop thay chiếc nắp lưng pin của chiếc điện thoại Sony XA1 thì các bạn chỉ ngồi đợi trong vòng 15 đến 30 phút là các nhân viên kỹ thuật sẽ thay xong cho các bạn. Và trong quá trình thay thì các nhân viên kỹ thuật sẽ không làm gì ảnh hưởng đến các bộ phận khác bên trong của máy như là camera hoặc là nút nguồn vân vân, một số bộ phận bên trong của máy. Và để cho các bạn tiện theo dõi, clip sau mình sẽ làm một clip có máy và hướng dẫn chi tiết hơn về việc thay nắp lưng pin của chiếc điện thoại Sony XA1. Và nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện di sinh.com hoặc số điện thoại 0942 38 5839. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.